Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay xin chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Video hôm nay mình xin nói về vấn đề là thực tập sinh khi nghỉ việc. Thì như các bạn đã biết đó, visa thực tập sinh đó thì thường hợp đồng đối với công ty á, từ 1 đến 3 năm. Và nếu như mà không có lý do chính đáng á, thì không thể đơn phương hủy hợp đồng và công ty cũng không thể tự ý đuổi việc các bạn được. Có một số trường hợp á, là các bạn sợ là công ty đuổi việc các bạn vì những lý do sau: kết hôn, mang thai, sinh con, tự do đi lại, hoặc là nghỉ ốm, trị bệnh, hoặc nghỉ thai sản. Thì có một số bạn á, là lo lắng như vậy. Nếu như mà nghỉ việc giữa chừng á, thì phải bị bồi thường hợp đồng rồi vi phạm hợp đồng này kia các kiểu nữa. Nhưng mà theo luật pháp ở Nhật á, thì khi mà người lao động nghỉ việc á, thì không phải bồi thường bất cứ gì cho công ty hết ha. Vì thế mà các bạn có ý định nghỉ việc á, thì cần trao đổi với nghiệp đoàn để mà được hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên á, một vấn đề khác là mọi người hay lo lắng là khi mà chưa hết hợp đồng thực tập sinh thì không thể chuyển sang các loại visa khác được, và không thể giống như là nghỉ á, thì nghỉ tự tự nghỉ á, thì về nước luôn đó, như vậy. Còn đối với những bạn mà hết hạn thực tập sinh rồi, hết hạn 3 năm thì muốn chuyển đổi công ty và chuyển sang visa kỹ năng đặc định, trường hợp này là ok, với điều kiện là các bạn có giấy đổ tay nghề ha. Giống như là mình hết san kiêu rồi thì mình thi san kiêu, mình đổ san kiêu rồi đó, gọi là giấy đổ tay nghề. Hoặc là những bạn mà thi mà trượt giấy đổ tay nghề, nếu mà chuyển Tokutegino á, mà cùng công ty á, thì được, còn chuyển khác công ty á, thì phải có giấy xác nhận của nghiệp đoàn và công ty đó. Nếu mà không, trường hợp mà mình trượt mà mình chuyển công ty nữa mà không có giấy xác nhận á, thì không không thể nói là không chuyển visa được. Nhưng mà tùy trong cái tình huống như thế nào, mình có thể giải trình với nghiệp đoàn, mình có thể giải trình với nhiêu cần để xin được visa, chứ không phải là không. Tuy nhiên á, thì vấn đề giải trình nó rất là phức tạp, rồi thủ tục lằng nhằng, vì khi mà các bạn ở Nhật với tư cách thực tập sinh á, thì các bạn phải phụ thuộc vào nghiệp đoàn, và muốn tiếp tục ở lại Nhật với tư cách khác và làm việc ở đơn vị khác thì phải có giấy xác nhận của công ty cũ đó. Thì các bạn lưu ý ở trường hợp này á, là mình nói là chuyển công ty mà cần phải giải trình đồ này kia các kiểu, mà chuyển trường hợp là các bạn có giấy đổ tay nghề á, thì không cần phải giải trình gì hết ha. Đó, thì khi mà nghỉ việc các bạn xin giấy tờ cần nhận, sổ Nenkin, giấy chứng nhận thôi việc, là Lý Sô Cư Hiô hoặc là Thai Sô Cư Hiô thì Lý Sô Cư Hiô á, nếu như mà các bạn muốn xin giấy trợ cấp thất nghiệp á, tiền trợ cấp thất nghiệp, thì các bạn nộp giấy này cho Hello Work ha. Rồi tiếp theo là thẻ chứng nhận tham gia bảo hiểm lao động. Tiếp theo là giấy tổng thu nhập và thuế, gọi là Gensen Joshihio. Sơ yếu lý lịch gốc nhé. Các bạn lưu ý là trường hợp mình phải xin sơ yếu lý lịch gốc để mà khi mà chuyển đổi visa đó, lúc trước nghiệp đoàn hay là công ty ở Việt Nam á, nộp giấy tờ cho mình kiểu gì, nhiều khi khai không đúng sự thật nữa. Khác với sơ yếu lý lịch sau này mình nộp á, là sẽ nói chung là gây rắc rối, cho nên là các bạn nhớ phải xin sơ yếu lý lịch gốc nhé. Rồi tiếp theo là giấy xác nhận hoàn thành chương trình thực tập sinh từ nghiệp đoàn. Nếu các bạn trượt tay nghề hoặc là các bạn nào đã thi đỗ tay nghề rồi thì chỉ cần xin lấy giấy đỗ tay nghề là được ha. Thì còn cái loại giấy mà thai sô cừ sô mê sổ á, giấy này thì do công ty cấp sau khi mà bạn nghỉ việc. Tuy nhiên á, có một số công ty sẽ không cấp nếu mà bạn không yêu cầu, có một số ít thôi ha. Vì vậy mà trước khi nghỉ việc hãy xin công ty giấy này, thì sau khi nghỉ việc xong thì giấy này sẽ gửi cho các bạn qua đường bưu điện, nhưng mà để chắc chắn thì các bạn nên nói với công ty là gửi địa chỉ nào này kia các kiểu ha, đề phòng mà trường hợp mình chuyển nhà thì mình không không làm thủ tục kịp thì không nhận được giấy này nhé. Rồi sau khi nghỉ việc thì bảo hiểm của bạn cũng bị cắt nên phải làm thủ tục đóng bảo hiểm quốc gia, gọi là Kukkumin Kenko Hoken đó. Thì nếu không làm thủ tục đóng bảo hiểm quốc gia thì lỡ mà có bị bệnh, đi khám bệnh thì tiền viện phí rất là đắt, nên các bạn lưu ý. Và khi đến làm thủ tục thì nhớ mang theo giấy tờ chứng minh bạn đã thôi việc mình mới làm thủ tục được ha. Đó, thì trên đây là những lưu ý mà mình chia sẻ về các bạn thực tập sinh.
mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy có ích thì hãy nhấn like, share, comment, ủng hộ và đăng ký kênh ủng hộ video của mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.